Hello. Hello, đây là một chú. Chú này là chú vượn đúng không? Chú vượn mà bạc. Là một chú vượn cái nhá. Vú rất to nhá. Đấy. Ôi trời ơi. Chú. Ấy đừng tranh điện thoại của anh. Hiền dữ trời. Dễ thương ghê. Tay nó dài này. Vú kìa. Bắt tay nha. Ôi giời ơi. Sao đấy? Hả? Cây này là để đeo nhẫn đây này. Đấy, món này đeo nhẫn đây này. Món này đeo nhẫn nè. Thương chưa? Đây là một con cái. Thương nha. Thương thế. Đừng cái không ăn được đâu. Xem bói nha. À, xem bói đi. Xem bói. Xem bói. Chú vượn xem bói cho mình đây này. Đấy. Đừng bói tay nha. Đó. Xem đi. Xem bói gì mà nhỏ cái nước dài ra trời trời. Ủa. Úi giời. Mê trai rồi. Mê trai đầu thai cũng không hết rồi. Trời ơi. Chú. Bố. Chắc con này cũng cỡ 3-4 tuổi rồi quá. Đói hả? Gì mình ghê vậy? Ghê vậy? Ghê trời. Bóc tay người ta thì trời. Ghê vậy? Hả? Sao lại bóc tay tôi vậy trời? Sao bóc tay tôi chứ? Đừng khèo tôi. Đừng có khèo tôi. Đừng khèo tôi. Nhìn cái con khỉ. Bạn là con vượn. Tông mới đấy hả? Được đấy. Ui. Bắt tay nhá. Nào.